Phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt và cho phép quận Hải Châu tiếp nhận, triển khai thực hiện. Tuyến phố đi bộ là đoạn đường Bạch Đằng nối từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, dọc ven bờ sông Hằng, có chiều dài 1,2 km, được trang bị điện âm, điện chiếu sáng đầy đủ. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo, lòng đường và vỉa hè được thu gom rác thường xuyên. Có khu vực đậu đỗ xe tại công viên APEC, khu vực phía tây cầu Trần Thị Lý, bảo tàng điêu khắc Chầm. Từ quý 1 năm 2024 đến cuối năm 2028, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng sẽ được tổ chức thí điểm trong khoảng thời gian 15 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần. Khu vệ sinh công cộng khang trang sạch đẹp và các ghế ngồi đều được bố trí tại các ngã ba không có kiosk di động hoặc xe bán hàng. Định kỳ có hoạt động văn hóa văn nghệ triển lãm sẽ được tổ chức, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, nhất là vào dịp lễ Tết của đất nước. Hệ thống wifi miễn phí, biển chỉ dẫn chi tiết và hệ thống camera bao phủ sẽ hứa hẹn tuyến phố đi bộ Bạch Đằng là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thu hút người dân và du khách gần xa.